Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Bibimbap Up. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục những chương tiếp theo của truyện Vĩnh Hằng Tâm Kết. Ngày hôm nay sẽ là 3 chương tiếp theo. Ở tập trước chúng ta dừng ở đoạn Eamon và Hạng Bạc đang đánh nhau với lại Timo và Hana. Sau đó là có một người nào đó xuất hiện và có vẻ như là đang làm một cái nghi thức quy vị cho hai cái vị này. Thôi bây giờ thì Bắp sẽ đọc lại một cái phần của cái tập trước để cho các bạn gợi nhớ về phần nào. Sau đó đọc tiếp những chương tiếp theo nha. Ở tập trước chúng ta dừng ở đoạn Hạng Bạc nghe Eamon nói vậy thì công nhận điều đó là đúng. Hạng Bạc xoay sang Eamon hỏi, vậy giờ chúng ta phải làm sao để đối phó chúng? Eamon nói, đối với hai tên này thì bọn chúng chỉ giỏi về phòng thủ thôi, vì bọn chúng vẫn chưa được giải phong ấn. Timo và Hana cũng nghe rõ những gì cả hai nói với nhau. Timo lúc này nói thầm với Hana, xem ra hai tên đó nói có vẻ có lý, và hơn nữa hắn cũng nói đúng về kỹ năng của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể phòng ngự, không thể tấn công, vì các phép thuật của chúng ta chỉ thiên về khắc và về bảo vệ. Hana gật gù nói, nhưng chúng ta không thể dựng phép phòng ngự lâu dài được vì xem ra hai tên này có vẻ khá mạnh. Tướng thần cũng nghe nên nói, nếu như Miu Miu hay ngự thủ Sơn Dương có ở đây thì tốt quá. Tướng thần vừa nói đến đó thì cả người của Timo và Hana tỏa sáng kèm theo một giọng nói. Khi mặt trời vẽ một vòng quỹ đạo đi qua quỹ đạo 030 thì lúc đó chòm sao đứng đầu thứ ba của nguyên tố lửa sẽ tỏa sáng rực rỡ nhất. Hỡi chòm sao của cuối mùa xuân, chòm sao được tạo ra bởi thần Abris, thần của chiến tranh. Đồng thời, khi mặt trời vẽ một vòng quỹ đạo đi qua quỹ đạo 300-330 thì lúc đó chòm sao đứng đầu của nguyên tố gió sẽ tỏa sáng rực rỡ nhất. Hỡi chòm sao của cuối mùa đông, chòm sao được tạo ra bởi thần Athen, nữ thần của chiến tranh chính nghĩa. Hãy quy vị. Chương 106, Kim Thiền thoát xác. Khi giọng đọc dứt thì cả người Hana được những luồng lửa bao trùm lấy. Những bông hoa lửa xoáy tròn bao quanh lấy cô, nhìn cô cứ như các vũ nữ Ấn Độ đang trình diễn một màn múa lửa trông thật đẹp mắt. Trong khi Timo thì được những dải lụa gió nâng anh ta lên và quấn quanh cơ thể anh ta. Nhìn anh ta cứ như các vũ công Trung Quốc thời xưa đang khiêu vũ với lụa. Khi những luồng lụa gió biến mất thì Timo mặc trên người bộ giáp kiểu trung cổ của Trung Hoa màu xanh lá. Trên tay anh ta là một chiếc bình ngọc màu xanh lục đang bay lờ lửng. Còn về phần Hana, bộ giáp của Hana gần giống với bộ giáp của sư tử tinh tỏa, cũng là hỏa diệm giáp, nhưng phần dưới là một cái đầm bằng kim loại được trang trí bằng các hoa văn của lửa vô cùng bắt mắt. Hạng Bạc thấy vậy thì nói trong kinh ngạc, tại sao các người lại giải phong ấn, ai đã làm việc này? Trả lời cho Hạng Bạc là một giọng nói quen thuộc, meo, kẻ làm việc đó chính là ta. Hạng Bạc nhận ra đó chính là Ali. Ả ta thấy vậy thì thét to trong căm tức lẫn ngỡ ngàng, vô lý, tại sao người thoát được bảo phong triệt thiệt thuật của ta? Ali cười một cách tinh ranh và nói, người có chắc là người đã giam cầm đúng người chứ? Hạng Bạc nghe vậy thì hỏi lại, người nói vậy là sao? Ali nói bằng giọng trêu tức, cương thi thượng cổ cũng hóa ra chỉ có vậy. Người đừng quên, ta chính là cửu mệnh Miêu Yêu, nên ta cũng có chính mạng như hồ ly. Mà hơn nữa, ta cũng nói cho ngươi biết, lần này ta không hề dùng bất cứ mạng nào của ta mà ta vẫn thoát được tuyệt kỹ của ngươi. Ngươi hãy nhìn cho kỹ vật mà ngươi tiêu diệt là gì? Hạng Bạc nghe Ali nói vậy thì xoay lại nhìn xem vật mà mình đã diệt là gì, thì phát hiện ra vật đó chỉ là một trái bầu có hình dạng như người và nó đã khô đét. Hạng Bạc ngỡ ngàng không hiểu gì thì Eamon lên tiếng. Cả người tấn công lúc nãy chính là Thế Thân Quả, một tuyệt kỹ của hồ tộc. Trước khi giao chiến, hồ tộc trưởng lão sẽ dùng tuyệt kỹ linh hồ chúc phúc lên các chiến sĩ của họ. Tuyệt kỹ này là cấy hạt của Thế Thân Quả lên cơ thể của các chiến sĩ hồ tộc. Khi các chiến sĩ hồ tộc bị nguy hiểm đến tính mạng thì hạt sẽ nảy mầm và chuyển cơ thể thật của người bị cấy đi sang hỗn độn thời không rồi tự biến thành một cơ thể mới ở lại chết thế cho người bị cấy. Tuy nhiên, người bị cấy khi bị di chuyển đi sẽ không thể quay về liền mà cần ít nhất 10 phút. Nói đến đây, ta nghĩ ngươi hiểu lý do tại sao rồi đúng không? Tên thiên cơ tôn giả đã cấy hạt giống lên người tên Miêu Yêu và ta e rằng hắn cũng làm vậy với U Linh Huyết Sứ và Adam. Eamon đã nói đúng. Vì lúc này thân thể của Ian cũng đã trở lại nguyên hình là một quả bầu khô đét khác như của Ali. Hạng Bạc nghe vậy thì sực nhớ mình đã hấp thụ cương tổ. Vậy có nghĩa thứ mà ả hấp thụ lúc nãy chính là một quả bầu khác. Ả ta tức tối và nói, ta không tin, nếu đúng như vậy thì tại sao ta lại thi triển được ma pháp của U Linh Huyết Sứ? Eamon chưa kịp nói thì giọng Tiểu Bạch vang lên. Vì đơn giản thôi, hạt giống mà ta cấy lên chính là Hoàng Kim Thế Thần Quả. Loại này không chỉ bắt chước hình dáng mà còn có thể sao chép cả pháp thuật và nội đan của vật chủ. Nói cho chính xác hơn, thế thân này sẽ mang theo cả tư duy lẫn ma pháp của vật chủ và có thể chiến đấu như vật chủ. Hạng Bạc lúc này tức tối vô cùng nhưng ả cũng gắng nói cứng. Vậy thì sao? Chứ ta đã đánh bại các ngươi được một lần thì thêm một lần nữa là gì? Tiểu Bạch nói, Hạng Bạc ơi là Hạng Bạc, ngươi tự nghĩ là mình thông minh nhưng giờ sự thông minh đó không giúp ngươi hiểu ra kế hoạch của ta và tỷ tỷ của ta sao?
Hạng Bạc nghe vậy thì lờ mờ đoán ra được việc gì thì nghiến răng nói: "Con ả tiện tỳ thập vĩ ma hồ." Tiểu Bạch nghe Hạng Bạc xúc phạm đến chị của mình thì trừng mắt nhìn Hạng Bạc và đôi mắt tím của Tiểu Bạch tỏa sáng, hất tung Hạng Bạc về phía sau. Ả ta bị quật thật mạnh về phía sau vách đá. Chính cú đập mạnh đó khiến cho ả ta bị thổ huyết. Hạng Bạc gán gượng đau đứng dậy nói: "Ngươi và ả ta đã hợp mưu hãm hại ta." Tiểu Bạch chặt lưỡi nói: "Ta không lập mưu hại ai cả, ta chỉ mượn đạo của người trả cho người thôi. Thật ra trước khi vào tu la giới thì ta và tỷ tỷ của ta đã thông linh nói chuyện với nhau. Thông qua việc đó, ta đã biết rõ ngươi sẽ giở trò gì và ta đã tương kế tự kế mượn gió đẩy thuyền. Nếu không làm vậy thì làm sao hạ được thực huyết hấp hồn cổ lên người của ngươi?" Hạng Bạc nghe vậy thì sợ tái xanh nhưng cổ nói cứng: "Thực huyết hấp hồn cổ, bá vương trong các loại cổ trùng. Ta đã làm gì ngươi mà ngươi lại hạ loại cổ tàn độc như vậy lên cơ thể của ta?" Tiểu Bạch nói trong tức tối: "Ngươi còn dám tỏ ra vô tội ư? Có cần ta nhắc cho ngươi nhớ chuyện của 5.000 năm trước không? Kẻ nào năm xưa đã hạ huyết tấu lên người tỷ tỷ của ta, khiến cho tỷ tỷ của ta trở nên cuồng dại mà nhập ma, để rồi ra tay sát hại phụ vương và mẫu hậu của ta? Ngươi nói thử ta nghe xem nào." Hạng Bạc nghe vậy thì đuối lý, vì kẻ thủ ác mà Tiểu Bạch đang nói đến chính là Hạng Bạc. Năm đó, ả ta đã tuân theo lệnh của Seth, lẻn vào vạn hồ cốc và hạ huyết tấu lên người của thập vĩ hồ đại muội trong lúc cô ta đang tu luyện nội đan chuẩn bị hóa thành thượng thần. Cũng vì như vậy mà đại muội hóa dại và nhập ma. Kết quả của việc đó là hồ vương và hồ hậu bị giết chết bởi đại công chúa của mình. Tiểu Bạch thấy Hạng Bạc đuối lý thì nói tiếp: "Giờ thì ngươi chịu chết rồi chứ?" Tuy nhiên, lúc này giọng Cương Tổ vang lên: "Nếu Thiên Cơ tôn giả không ngại thì hãy để ta thành Lý Môn hộ." Hạng Bạc nhìn về phía phát ra giọng nói thì nhận ra Cương Tổ đang từ từ bay xuống và bên cạnh Cương Tổ chính là Ian. Hạng Bạc bắt đầu run rẩy. Lúc này, Cương Tổ và Ian đã bay gần đến bên nhóm của Tiểu Bạch. Đoạn Cương Tổ nhìn về phía Hạng Bạc rồi nói: "Đã chuẩn bị chưa, phòng thị Hạng Bạc?" Hạng Bạc chưa kịp trả lời thì đã thấy Cương Tổ đứng trước mặt mình. Cương Tổ không kịp để Hạng Bạc phản ứng thì đưa tay bóp lấy cổ Hạng Bạc đưa lên cao và nói một cách lạnh lùng: "Ta tạo ra ngươi vì sự tồn tại của nhân giới và hấp huyết tộc. Những ngươi vì tư lợi cá nhân mà gây ra những việc này thì ta thật sự thất vọng vô cùng. Đến nước này thì ta sẽ thu lại ngươi." Cương Tổ nói xong thì cặp mắt của Cương Tổ tỏa sáng và Hạng Bạc thét lên đau đớn. Và chỉ trong nháy mắt, cô ả hóa thành gió và bị Cương Tổ hút vào. Chương 107: Phụ tử tương kiến. Sau khi Cương Tổ tiêu diệt Hạng Bạc thì lúc này chỉ còn lại Aemon. Tuy Aemon rất cao ngạo về âm dương huyễn chi thuật của mình, nhưng cùng lúc đối phó với ba vô thượng chi thần, một thượng thần và hai tinh tỏa thì không phải là điều dễ dàng. Hơn nữa, âm dương huyễn chi thuật là loại ma pháp nguyên tố, nên nếu thi triển ở U Linh Chi Môn thì sẽ không có tác dụng. Aemon cầm chặt lấy đoạt hồn trĩ thủ và cố thủ. Lúc này, Ian tiến lên hướng về phía Aemon và nói: "Aemon, ta không có việc gì muốn nói với kẻ như ngươi, nhưng Lucifer thì có." Ian nói xong thì giọng của Ian chuyển sang giọng của Henry: "Aemon, ta thật sự không hiểu tại sao ngươi lại đưa ra quyết định nhập ma. Hơn nữa, ta nhớ lần trước ngươi đã bị trúng chính ma pháp của chính mình thì tại sao ngươi lại không bị đánh vào luân hồi?" Henry vừa nói xong thì từ trên không một cơn lốc xoáy xuất hiện. Và khi cơn lốc tan đi thì một chàng trai mặc đồ theo kiểu các pharaoh Ai Cập cổ đại, trên tay cầm một quyền trượng và hình dạng như lưỡi hái. Người thanh niên này dẫn theo một con chó săn màu đen. Vừa nhìn thấy người thanh niên thì Ian đờ người ra và người thanh niên này lúc này lên tiếng: "Phụ vương, người vẫn khỏe chứ?" Ian nhận ra đó chính là người con trai thứ ba của mình, Seth. Seth lúc này nói tiếp: "Người vẫn đi cùng cái thây ma ngàn năm và con hồ ly thối đó à?" Ian chưa kịp lên tiếng thì Tiểu Bạch nói ngay: "Seth, ta biết người rất hận ta vì năm đó chỉ vì ta mà người bị đánh tan nội đan. Nhưng người phải hiểu rõ tất cả là do âm mưu của Satan." Seth nghe Tiểu Bạch nói vậy thì gằn giọng nói: "Âm mưu của Satan đại thần ư? Người nói ta nghe thật nực cười. Ta nói cho người biết, nếu năm đó Satan đại thần không liều mình đột nhập Tử Trúc Lâm trộm lấy ngũ sắc liên kim từ quán tự tại Bồ Tát để tụ hồn cho ta, thì ta có còn đứng đây ngày hôm nay nữa không? Hơn nữa, cũng chính vì ngươi mà ta đã phải chia cách mãi mãi với Raph." Sau khi Seth nói đến đó thì tất cả ký ức ùa về. Từ thuở hồng hoang, sau khi Adam và Eva ăn phải trái cấm thì họ đã yêu nhau và rồi có với nhau ba người con. Lúc này, theo mệnh lệnh của Thượng Đế, họ phải dùng cách duy trì nòi giống bằng tình yêu, chứ không thể dùng hoàng kim niên thổ tạo ra người nữa. Cũng chính vì vậy, của Adam và Eva đã ban phát luyện hỏa chi tình ra khắp nhân gian. Cũng chính vì vậy, ba người con của họ, Cain, Abel và Seth cũng bị hỏa tình làm cho trái tim trở nên rung động và biết yêu.
Nhưng ngang trái thay, cả ba người bọn họ cùng phải lòng một người con gái. Người con gái này được biết đến với cái tên là Lyraf, nghĩa là mộng, hay còn biết đến với một cái tên khác là Pandora. Mộng được tạo ra bởi các vị thần Hy Lạp và nhận được sự chúc phúc của các vị thần, nên cô ta có một vẻ yêu kiều đến mức không ai có thể cưỡng nổi vẻ đẹp đó. Cũng chính vì vậy, cả ba đứa con của Adam đều phải lòng cô ta. Tuy nhiên Seth vì còn nhỏ nên khi chọn ra người sẽ làm chồng của Pandora, Seth đã bị gạt tên và cuộc thi chỉ còn lại Cain và Abel. Chính vì vậy Seth cảm thấy vô cùng bất bình trước quyết định đó nên đã bỏ nhà ra đi. Và khi rong ruổi trong cõi trời đất thì Seth đã lạc vào thất động tinh, nơi mà bảy vị phù thủy thượng cổ của thế gian ngự trị. Tuy nhiên, khi Seth đến nơi thì cả bảy người không có ở nhà vì họ được Metatron triệu tập lên đấu xuất cung. Seth thấy vậy thì tự bước vào. Sau một hồi đi vòng quanh qua nhiều hành lang được làm bằng đá quý và kỳ hoa dị thảo, thì Seth bước vào một thần điện. Tại thần điện, Seth nhận ra có bảy bức tượng đang bao quanh lấy một chiếc hộp làm bằng huyền thuyết, được khảm bằng 6 viên đá quý. Seth tò mò tiến đến gần thì nhận ra bảy bức tượng đó bao gồm một con rồng, một con trắng, một con hồ ly, một con gấu, một con sư tử, một con dê và một con lười. Cả bảy con đang đặt tay lên cái hộp. Seth đang đứng ngắm nghía các bức tượng thì tự nhiên trong đầu của Seth vang lên một giọng nữ. Xin chào tam hoàng tử của nhân giới. Seth nghe vậy thì nói. Ngươi là ai? Giọng nữ lại vang lên. Ta chính là mạo xà linh tinh của sự đố kỵ. Ta chẳng hay ngài đến đây có việc gì. Seth nghe vậy thì giật mình nhận ra, hóa ra bảy bức tượng trước mặt mình chính là thất hình đại tội linh tinh. Họ chính là những linh tinh mà trong thời thượng cổ đã khiến cho linh tinh ái tình bị mù mắt. Cũng chính vì bị mù mắt nên kể từ đó về sau, tinh linh ái tình thường phạm sai lầm rất nhiều. Để giúp cho tinh linh ái tình không bị sai phạm, thần thời gian Amigo hay còn biết đến với cái tên là kỵ sĩ khải huyền Death đã phái tinh linh lý trí luôn túc trực bên tinh linh ái tình để giúp đỡ. Tuy nhiên tinh linh lý trí vì còn trẻ nên ham chơi. Cũng chính vì vậy, tinh linh ái tình vẫn có lúc gây ra những sai phạm không đáng có. Tuy nhiên, đó là một câu chuyện khác. Quay trở về các tinh linh của thất hình đại tội, sau khi vụ hãm hại tinh linh ái tình bị bại lộ, thì cả bọn thần Amigo, Silelis và Crowley tróc nã đem về truy án. Hình phạt cho cả đám là bị hóa thạch vĩnh viễn để trông coi chiếc hộp cất giữ các hiểm họa của lục giới. Seth từng nghe cha mình, tức là Adam, nói qua về việc này nên tỏ ra dè chừng khi nói chuyện với mạo xà tinh linh của sự đố kỵ. Seth nói, thì ra là các ngươi, nhưng tại sao ngươi lại muốn nói chuyện với ta? Mạo xà nói, vì tôi nhận ra ở ngài đang có một nỗi buồn u uất nên muốn cùng ngài chia sẻ. Seth nghe vậy thì hỏi lại, người nói vậy là sao? Mạo xà nói, hỡi tam hoàng tử vĩ đại, tôi có thể nhận ra sự tuyệt vọng và đau khổ của người khi người không được tỏ tình với người mà ngài luôn thầm thương trộm nhớ. Tuy nhiên, tôi có cách giúp ngài chinh phục được tiên nữ Pandora. Seth nghe vậy thì vui mừng vô cùng mà quên đi sự dè dặt với Mạo xà và nói, người có thể nói rõ được không? Mạo xà nói, chiếc hộp mà bọn tôi đang canh giữ chính là chiếc hộp của hạnh phúc. Chỉ cần người lấy nó và giao cho Pandora rồi nói cô ta mở ra thì tự khắc ngài và cô ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Seth nghe vậy thì hỏi lại ngờ vực. Nhưng theo ta biết thì đó chính là chiếc hộp của tai họa. Chương 108, chiếc hộp tai họa. Mạo xà nghe vậy thì nói, không phải thế đâu, thưa tam hoàng tử. Chiếc hộp tai họa đã bị bảy vị phù thủy đem lên đấu xuất cung diện kiến ngài Metatron rồi. Còn cái này chính là chiếc hộp hạnh phúc. Ngài không nhận ra chiếc hộp này trông rất đẹp sao? Hơn nữa, nó còn được khảm lên những viên ngọc vô cùng đẹp đẽ. Nếu nó đúng là chiếc hộp của tai họa, thì làm sao nó lại đẹp đến vậy? Seth nghe Mạo xà nói có lý. Hơn nữa, từ thượng cổ đến nay, chỉ có Thượng Đế, Metatron và bảy vị phù thủy mới biết chiếc hộp tại sao trông như thế nào. Nên Seth đã tin lời của Mạo xà. Seth lên tiếng. Nếu vậy thì ta sẽ lấy nó, nhưng các người sẽ không gặp rắc rối chứ. Khi nghe Seth hỏi vậy thì một giọng đàn ông vang lên. Thưa tam hoàng tử, chúng tôi sẽ không sao đâu. Vì sau khi người sử dụng để có được trái tim của tiên tử Pandora thì ngài hãy quay lại trả cho chúng tôi. Nếu như vậy thì sẽ không ai biết đâu. Seth chưa kịp nói gì thì Mạo xà nói tiếp. Trị Dương nói đúng lắm thưa tam hoàng tử. Ngài hãy lấy đi đi. Giúp được cho ngài là vinh hạnh của chúng tôi. Và nếu được thì sau này xin ngài hãy cầu xin trước mặt thần Amigo cho chúng tôi sớm thoát khỏi hình phạt. Seth nghe vậy thì nói, hóa ra các ngươi có dụng ý, nhưng thôi được rồi, nếu lần này thành công thì ta sẽ xin cho các ngươi. Seth nói xong thì cầm lấy chiếc hộp rồi bay đi. Khi Seth quay về thì cuộc thi giữa Cain và Abel đã ngã ngũ và người thắng cuộc chính là Abel.
Tuy Ken rất yêu Pandora, nhưng khi thấy Abel là người thắng cuộc, nên Ken vui lòng chịu thua. Để chúc mừng cho Abel, Ken đã lôi Abel đi đến giao trì để uống rượu. Lúc này, Seth thấy vậy thì lẻn vào nhà của Abel rồi tiến đến bên phòng riêng của Pandora. Khi vừa thấy Seth, Pandora vội hỏi, sao em đến đây vậy Seth? Seth nghe Pandora gọi mình là em thì không hài lòng nhưng cũng cố tỏ ra vui vẻ và nói, em kiếm được một món quà cưới vô cùng ý nghĩa để tặng cho chị và anh Abel. Seth nói xong thì đưa chiếc hộp tai họa cho Pandora. Pandora thấy chiếc hộp vô cùng đẹp nên vui vẻ cầm lấy và hỏi, chiếc hộp đẹp thật nhưng ở đâu em có nó? Seth nghe vậy thì biết nếu nói sự thật thì thế nào cũng sẽ mang họa, vì thất tinh động của bảy phù thủy là cấm địa với tất cả chúng sinh trong lục giới. Chính vì vậy, Seth quyết định nói dối. À, em lấy nó từ Côn Lôn. Nghe nói nó là một bảo vật mà người nào sở hữu sẽ được hạnh phúc. Chính vì vậy, em tặng chị và anh Abel và hy vọng cả hai sẽ được hạnh phúc. Pandora nghe vậy thì cười nói, cho chị và anh Abel, cảm ơn em nha. Seth gật đầu và cố gắng ra một nụ cười và nói, vậy chị hãy mở chiếc hộp ra xem đi. Pandora nghe vậy thì gật gù nói, thôi được, để chị xem. Pandora nói xong thì chạm vào chiếc hộp. Tuy nhiên, ngay chính lúc đó Pandora cảm nhận có một việc gì đó không ổn nên dừng lại. Seth thấy vậy thì hỏi, chị sao vậy? Pandora nói, không hiểu sao, chị có cảm giác bất an khi chạm vào vật này. Seth giục, không gì đâu chị, hay chị không tin em? Seth nói xong thì làm bộ mặt giận hơn. Pandora thấy vậy thì nói, tôi được rồi, để chị mở ra. Pandora nói xong thì mở cái hộp ra và từ trong hộp một luồng âm phong thoát ra kèm theo những tiếng cười và tiếng hú ghê rợn. Cuối cùng chúng ta cũng được tự do, từ nay lục giới sẽ là của chúng ta. Seth và Pandora chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bảy luồng ánh sáng từ trong hộp bay vọt ra và bảy luồng ánh sáng tụ lại thành hình người, bao gồm 3 nữ 4 nam. Nhìn những họa tiết trên y phục thì Seth nói trong vô thức, thất hình đại tội. Pandora nói vậy thì hỏi lại ngay, em nói thất hình đại tội là sao? Tuy nhiên Seth chưa kịp nói gì thì cô gái mặc áo giáp có họa tiết trắng đã nói, ta chính là mạo xà tinh linh của sự đố kỵ và chúng ta chính là thất hình đại tội. Cũng nhờ ngươi và tên hoàng tử ngu ngốc kia mà chúng ta cùng các tai họa của lục giới sẽ thoát khỏi giam cầm và để đền đáp công ơn của các ngươi thì bọn ta sẽ hấp thụ các ngươi. Mạo xà nói xong thì ra hiệu cho các tinh linh khác bao vây lấy cả hai. Seth thấy vậy thì rút lưỡi hái trầm mặt ra và nói, các ngươi đừng hòng đụng đến Pandora. Cuồng phong phẫn nộ thấy vậy thì cười to và nói, tên nhóc này dám cả gan chống lại chúng ta để bảo vệ người yêu à. Pandora nghe vậy thì nhìn sang Seth. Seth cũng nhận ra nên vừa giận vừa thẹn. Chính vì vậy Seth đã cầm lưỡi hái và lao vào tấn công cuồng phong. Tuy nhiên, khi lưỡi hái vừa tính bổ xuống thì đã bị một luồng kim quang chặn lại và đó chính là kim quang chi thuật bảo hộ của ngạo sư. Seth chưa biết tính sao thì cảm thấy cơ thể mình đang bị cái gì đó quấn lấy và lôi ngược về phía sau và lúc này Seth nhận ra mình đã trúng thuật hình nhân của Trụy Dương. Seth lúc này hoàn toàn bị trói chặt và trong khi Seth bị trói thì Lãnh Hùng, Phạm Trư và Lam Bang Hồ đang tấn công Pandora. Vì bị cả bốn vây cùng lúc nên Pandora đã bị đả thương. Seth thấy vậy thì hét to, các người không được làm hại cô ấy. Lãnh Hùng xoay sang Seth và nói, nếu người nói vậy thì ta sẽ nhai nát đầu cô ả trước mặt người. Lãnh Hùng nói xong thì há to miệng tính ngoạm lấy đầu của Pandora. Tuy nhiên, ngay chính lúc đó, một mũi thương bay đến chắn trước mặt Lãnh Hùng và Pandora. Seth cùng Pandora nhận ra đó chính là thương vô sát của vô sát giả, một trong thập giới tướng. Thất hình đại tội thấy vậy thì thét to một cách giận dữ. Ngạo Long nghiến răng nói, vô sát tướng, ta không ngờ lại gặp ngươi trong tình cảnh này. Khi Ngạo Long nói xong thì vô sát thương rung lên và bay vọt về phía sau. Một bóng người bay lên đón lấy và người đó là một thanh niên mặc bạch kim giáp đầu đội mũ huyền thiết. Người vừa xuất hiện chính là vô sát tướng. Theo sau vô sát tướng là 9 người nữa và Seth nhận ra đó chính là Tôn Kính tướng, Nhân Từ tướng, Điềm Tĩnh tướng, Kiên Nhẫn tướng, Yên Nghĩ tướng, Vô Dục tướng, Thuần Khiết tướng, Hy Vọng tướng và Chân Thật tướng. Thất hình đại tội nhận ra thiên địch nên vô cùng tức tối. Ngạo Long nói trong căm phẫn, đến hay lắm, nếu đã vậy thì giải quyết mọi ân oán tại đây thôi. Nhưng ngay lúc này, từ đâu một luồng hắc quang xuất hiện và kèm theo một mùi hương ngào ngạt. Và đó là hết chương 108 của chúng ta ngày hôm nay. Cái đoạn á, mà Seth đi vào để mà gặp thất hình đại tội bị mạo xà dụ dỗ thì Bob cảm thấy là Seth lúc đó đúng là trai mới lớn luôn á, giống kiểu như là nói cái gì á, là nghe á, là bị dụ ngay lập tức. Mà sao lớn rồi mà vẫn còn bị dụ trời? Kiểu như là
lúc đó là trai mới lớn bị dụ, nhưng mà sau á, cái đoạn mà trước đó là đang đánh nhau với lại mọi người, với lại Ian, với lại Henry rồi tất cả những người khác, khi đó thì Seth mới hiện ra và nói là Shane là người đã cứu Seth, thì lúc đó là bị dụ lần thứ hai, là cả cuộc đời của một nạn nhân cứ bị dụ hoài, bị dụ hết lần này tới lần khác. Thêm vào đó Pandora, chiếc hộp Pandora thì hôm bữa Bắp cũng có vô tình tìm hiểu được. Bắp ban đầu thì chưa biết Pandora là gì, Bắp chỉ nghĩ là đó là một cái chiếc hộp gì đó may mắn hay gì đó, nhưng mà khi tìm hiểu thì mới biết là đúng như một phần theo lời tác giả viết, là Pandora là một vật được tặng vào ngày cưới của một một người phụ nữ tên là Pandora, một vị tiên tên là Pandora. Và khi cô ấy mở ra thì ở trong đó là tai họa, tất cả những tham vọng, tất cả những đức tính xấu xa của con người, hoặc là những tai nạn gì đó, tai họa gì đó tràn ngập khắp thế gian, là đó là do chiếc hộp Pandora đã làm ra, ở trong chiếc hộp đã mở ra và những cái đó bay ra, và chỉ còn sót lại duy nhất một thứ, đó là hy vọng. Và theo như lời Bắp đọc á, chỉ có một thứ duy nhất đó mà Pandora để lại á, đó là hy vọng mà thôi, còn lại là tất cả những cái thứ khác đều là những cái tai họa hết. Cho nên á, bây giờ nếu mà các bạn đọc báo hoặc là thấy những cái gì mà thảm họa sắp xảy ra, là người ta nói là chiếc hộp Pandora đã mở ra và cái thảm họa đó xảy ra giống như vậy. Và tập kế tiếp thì Bắp nghĩ sẽ là cuộc chiến giữa thất hình đại tội, là bảy cái tội lớn của con người, và đánh nhau với lại theo như trong cái chuyện này nói ấy, là chín người đó mà đọc cái tên thì Bắp nghĩ đó là chín đức tính tốt của con người, tức là bảy cái đức tính xấu sẽ đánh với chín đức tính tốt, đó là tôn kính, nhân từ, điềm tĩnh, kiên nhẫn, yêu nghĩ, vô dục, thuần khiết, hy vọng, chân thật. Thất hình đại tội đánh với lại cửu cửu gì đâu không biết, nó chỉ biết là chính là cửu thôi, còn không biết dịch gì nữa, trời ơi dởm dễ sợ luôn nè. Nói chung là sắp tới sẽ là một cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác luôn, nó tóm lại là giữa cái thiện và cái ác của một con người đó. Ok, và đó là video của chúng ta ngày hôm nay. Tác giả đã khỏe, đã đỡ lại rồi, nhưng mà theo như là tác giả thì tay của tác giả vẫn còn yếu, cho nên tạm thời chỉ ra 3 chương thôi. Hy vọng là tập tới tác giả sẽ có thể khỏe lại, khỏe hẳn lại để mà viết truyện cho chúng ta nghe tiếp. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.